Hello, xin chào anh em. Hello, xin chào anh em, là Tuấn đây. Thì bao nhiêu trong số các anh em nghĩ rằng là cái video marketing sẽ đem lại các rất nhiều khách hàng cũng như là tăng doanh thu cũng tăng lợi nhuận, tăng số lần lặp lại cho anh em bằng các cái video marketing như này? Tôi đã có thêm được rất nhiều khách hàng nhờ ba cái bí quyết của những người làm marketing chuyên nghiệp và những diễn giả đẳng cấp nhất thế giới. Thì anh em làm video marketing hay bất cứ việc gì, hay bất cứ làm video họp Zoom hay làm live stream để tương tác với cả khách khán giả của chúng ta, như khách hàng của chúng ta, hay là đào tạo đội nhóm, đúng không? Thì chúng ta đều phải có những cái thiết bị để làm video như mic hay là máy ảnh hay là ánh sáng hay âm thanh. Thì do cái vấn đề ở thị trường là như này, có rất là nhiều người mới làm video, kinh phí người ta chưa nhiều. Đấy, kinh phí của người ta chưa nhiều. Những người bà mẹ bỉm sữa kinh phí chưa nhiều, và nhất là nhiều người, người ta mới làm. Mình thấy cảm thấy cái nỗi đau của thị trường là vấn đề ở thị trường đây là như vậy, là kinh phí, và cái thứ hai là người ta chưa thực sự là thấy hiệu quả, nên người ta chưa dám đầu tư nhiều. Nên ngày hôm nay ấy, mình sẽ đưa ra một cái giải pháp, đó là cái mic dây là có giá mức thấp và bán giá hợp lý cho anh em học video 28 ngày cũng như là cộng đồng của Thái Long. Nếu như anh em học SS13, hãy comment xuống dưới để được giảm giá tốt nhất với và hợp lý nhất, và bảo hành là 25 nhé. Và với cả những người mới làm video thì người ta gặp vấn đề là chi phí và cái sự tự tin, và cái thứ hai là người ta chưa tin được cái giải pháp này của chúng ta là hay, đúng không? Cái giải pháp và video marketing này có thể đem lại khách hàng được. Người ta chưa tin thì người ta chưa dám đầu tư những cái mic mấy triệu đâu. Nên chúng ta đừng có nghĩ xa vời phải to tát như vậy. Thì hôm nay mình có cái giải pháp là cái với cả đây, anh em thấy không? Tất cả những cái bộ mic trên thị trường, nổi tiếng nhất trên thị trường ở đây. Thì những người mới làm, đúng không? Thì thường thường là người ta muốn mức chi phí đầu tư thấp, và những cái máy chụp ảnh quay phim cũng là thấp. Nên chúng ta phải, tôi sẽ đưa ra anh em một cái giải pháp như này. Cả cái mic này, sản phẩm mic dây này nhá. À mà chết, có vấn đề nữa, tôi chưa giới thiệu tên tôi là gì. Tôi là Tuấn Điện Thoại và Thiết Bị Làm Video. Trong cộng đồng nhiều kem thì người ta vẫn gọi tôi là Tuấn Công Nghệ, nhưng mà tôi có nhiều tên lắm, tôi rất là nhiều tên, thì tôi là Tuấn Điện Thoại. Ok, thì hôm nay mình sẽ cung cấp cho anh em cái giải pháp là cái mic dây. Cái mic dây này là với những người mới làm ấy, muốn chi phí thấp, đúng không? Thì tất nhiên là có những người ta muốn chi phí thấp, chưa có đủ điều kiện, người ta sẽ đầu tư cái mic này. Nếu mà anh em có điều kiện sẽ đầu tư mic Saramolic. Đây, mic Saramolic đây, hai đầu hoặc một đầu, hai đầu phát hoặc một đầu phát, hoặc là mic Rode một đầu này, được chưa? Để cho cái hỗ trợ để trở nên thông minh hơn, tiện lợi hơn, và có thể từ xa, kéo dài từ xa khoảng tầm 100m, 80m. Nhưng mà thực ra anh em phải thử đứng xa ra bao nhiêu 80m, 100m thì để xem tín hiệu nó như nào đã, rồi hẳn nghe theo lời quảng cáo của nhà sản xuất. Ok, thì đây này, thì cái mic dây này với trên thị trường nó đang bán là 400.000. Thì hôm nay tôi sẽ hỗ trợ cho anh em là với mức của nó là sẽ là 250.000. Đấy, đăng ký ngày hôm nay và comment xuống dưới, hoặc là điền vào cái form bên dưới của video này. Và cái thứ hai là cái mic này chúng tôi bảo hành 25 miễn phí. Với trường hợp, với điều kiện là không được đứt nhá. Không được bẹp, không được méo. Ok, đào bảo hành 25 chọn gói chọn đời luôn. Thì anh em hãy để thông tin xuống dưới để tôi được hướng dẫn cho anh em. Thì đây chúng tôi rất nhiều dòng sản phẩm để hướng cho anh em để cho anh em, thứ nhất là tương tác lại với cả khán giả trong live stream của mình, tương tác với những người làm video và học những buổi Zoom trở nên chất lượng hơn nhá. Ngoài cái hình ảnh này, ánh sáng này đấy, thì cần phải có cái âm thanh để đưa cho những khán giả của mình. Và tôi đeo nhiều cái đồ trang sức quá rồi mẹ, kẹp vào cổ hơi khó chịu. Rồi đây, rồi mãi mà kẹp được. Đây, tức là dây nó vẫn dài anh em. Ví dụ nhá, đây anh em có thể làm video như anh được này, dây để thõng xuống đấy. Nhưng mà nhớ phải chuyển qua chế độ là máy tính, cái dòng kéo dài vào điện thoại, hay là kéo dài máy tính hay điện thoại, hay là kéo dài vào
kéo dài vào máy tính, kéo dài vào điện thoại đấy, hiểu chưa? Kéo dài máy tính, kéo dài điện thoại, kéo dài máy tính học Zoom này, kéo dài điện thoại, kéo dài laptop, kéo dài máy ảnh đều có như ngày hết. Nhưng mà nó là rắc chuyển, cái này cần phải rắc chuyển mới ra máy ảnh đấy nhá. Thì với những anh em mới làm không có điều kiện nên đầu tư cái này để cho có, xong rồi chúng ta tiến từng bậc một lên. Chứ còn nếu mà chúng ta có, nếu có điều kiện rồi thì đầu tư cái mic này rất là tuyệt vời. Cái mic này với cả cái mic này, Salamolic với cả Rode này thì không thể chê vào đâu cả, đúng không? Không thể chê vào đâu được. Nhưng mà chúng ta lúc mà đây là cái hôm nay mình dành cho những người mà các bà mẹ bỉm sữa có chi phí và kinh phí thấp thì hãy sử dụng cái mic dây này. Đấy, đầu tiên là như thế. Còn nếu có điều kiện thì mua cái mic Salamolic có loại là một đầu là hơn bộ, chỉ là hơn 4 triệu. Còn cái mic này với anh em SS13 thì hãy sử dụng cái mic này với cái chi phí là với ngày hôm nay ở ngoài thị trường đang bán là 400.000. Nếu anh em đăng ký luôn vào hoặc là comment xuống video này thì giá là chỉ 250.000 nhá. Từ đây đến ngày mai, từ đây đến khoảng tầm 5 giờ chiều ngày mai giá vẫn là 250.000. Còn anh nào em nào muốn đăng ký qua ngày mai thì giá sẽ là trở lên 350, vẫn thấp hơn giá thị trường là 50.000. Vâng, cái mic này giá trị thấp lắm. Cảm ơn anh em đã xem video của Tuấn nhé.